Xin chào các bạn. Hôm nay Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ May Design Center tiếp tục gửi tới các bạn một nội dung nữa trong chương trình đào tạo của trung tâm. Bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế áo sơ mi nam căn bản. Đây là video số 1, thiết kế hoàn chỉnh thân trước, thân sau áo sơ mi nam. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế bằng phần mềm Architect. Việc đầu tiên là chúng ta quan sát tài liệu sản phẩm chúng ta sẽ thiết kế trong bài học ngày hôm nay. Đây là áo sơ mi dạng căn bản, áo nam dài tay cổ Đức, nẹp phải liền, nẹp trái, nẹp rời, gấu đuôi tôm. Đây là cấu trúc của nẹp trái và nẹp phải. Đây là túi. Đây là cấu trúc của cổ hộ và bắt tay, thép tay, cũng như là ly tay. Và cuối cùng ta quan tâm đó là thông số thiết kế. Bước 1 chúng ta sẽ xác định dài áo và rộng áo. Dài áo của chúng ta ở đây có hai thông số là front body length là dài thân trước và back body length. Chúng ta sẽ lấy thông số dài đó là thân sau là 78. Rộng nhất của áo sẽ là vòng ngực đúng không ạ? Chính là chest width một nửa đấy ạ. Rộng ngực ấy. Rộng ngực sẽ là 55. Vậy chúng ta sẽ có dài áo bằng 78, rộng áo bằng 55. Về lệnh thì tương tự như chúng ta đã học ở trong bài học trước là thiết kế áo t-shirt nam cơ bản. Nên là có nhiều cái tương đồng, tôi sẽ nói nhanh thôi. Chúng ta tạo hình chữ nhật bằng lệnh create a rectangle 55 chia 2 bằng 27.5 và 78. Đây là bước 1. Bước 2, các bạn sẽ xác định ngang cổ. Chúng ta xem trong tài liệu. Ở trong tài liệu này nó không giống như áo t-shirt lần trước là chúng ta có ngang cổ. Ở đây nó các bạn nhìn này, nó lại collar around from the center bottom to bottom hole, nghĩa là từ tâm cúc đến tâm khuyết là vòng cổ là 40. Nó không cho ngang cổ mà nó cho thông số vòng. Vậy chúng ta sẽ áp dụng công thức cơ bản các bạn đã được học là chúng ta sẽ ngang cổ sẽ vào vòng cổ chia cho 6 cộng từ 0,5 đến 1. Trong trường hợp này tôi cộng 1 đi. Ta sẽ có là vòng 40 chia 6 bằng 6,7 cộng 1 bằng 7,7. Thế ạ. Chúng ta vào lệnh O. Chúng ta chọn Grid và đánh đây là 7,7. Các bạn lưu ý. Tiếp. Sâu cổ. Sâu cổ bằng bao nhiêu? Thì các bạn đã quan sát. Sâu cổ ở đây, ta nhìn ở đây ạ, người ta cho back leg depth là 1,5. Ta chỉ việc copy xuống thôi. 1.5. 1.5. Vậy chúng ta đã có sâu cổ là 1,5 rồi. Tiếp. Xuôi vai, chúng ta tính y như là tao t-shirt thôi. HPS xuống là bằng rộng vai chia 10. Nếu như không có thông số. Các bạn nhìn xem mà không có thông số xuôi vai thì ta sẽ dựa vào thông số rộng vai ở đây. Arc cross shoulder seam to seam 48 chia cho 10 bằng 4,8. Vậy là bằng 4.8. Vậy ta có và rộng vai thì bằng thông số rộng vai chia 2. Ta lấy luôn từ đường này. Grace và ta chọn là 24 48 mà chia 2 bằng 24. Và nối từ rộng vai đến điểm cao cổ này, ta sẽ được đường này người ta gọi là đường gập vai. Xem trong tài liệu chúng ta có trùng vai không. Shoulder forward seam from SPS là 3,3, nghĩa là chồm vai là 3,3. Tài liệu đã cho rồi thì chúng ta chỉ việc lấy thôi. Từ đây lên lệnh P 3.3 và ta có đường, đây là đường vai con thân sau, vai con thân trước, đây được chồm vai. Đó. Tiếp tục ta xác định từ đường hạ sâu cổ này vì chúng ta thiết kế vòng cổ theo vòng mà, ta lấy xuống bằng vòng cổ chia 6. Đây là các bạn học theo cơ bản. Trừ 6.7, 40 chia 6 mà sẽ bằng 6.7. Ok. Tiếp tục. Ta nối từ sâu cổ đến họng cổ đến sâu cổ trước. Từ sâu cổ sau đến họng cổ sau. Tương tự ta xác định hạ nách. Hạ nách đâu? Hạ nách ở đây thông số cho bằng arm home stretch đo thẳng, hạ nách đo thẳng đây.
22,5, áo này tương đối mặc sát đấy. Ta copy từ đường hạ xuôi vai từ đây xuống 4,8 thì copy từ đường đó 22,5. Ok. Khác với áo t-shirt, trong trường hợp này áo sơ mi ta sẽ cho thông số được khống chế rộng ngang ngực trước và ngang ngực sau. Các bạn quan tâm. Thứ nhất ở số 6, across chest front placement from APS, nghĩa là vị trí ngang ngực trước từ điểm HPS xuống là 16,5. Tiếp, across front chest là rộng ngang ngực là 42,5. Một số nơi người ta gọi là kích ngực đó, chính là nó đó. 16,5, chúng ta copy từ đường HPS xuống. Đây, nhìn HPS đây. Trừ 16,5. Đó, sau chúng ta sẽ có một đường rộng ngang ngực là 42,5. 42,5 thì chia 2 sẽ bằng 21,25. 21,25. Đây là chúng ta đang thiết kế theo thông số y như trong tài liệu. Còn đâu trong quá trình sản xuất chúng ta sẽ phải cộng độ lượng dư nhất định nào đó để cho đỡ bị âm. Cái đó chúng ta sẽ học những bài học sau. Tiếp tục. Đây là ngang ngực trước. Còn ngang ngực sau ở đâu? Ngang ngực sau đây chính là across back. Vị trí từ HPS xuống là 16 và rộng là 43,8. Ta lại copy từ đây xuống 16 trừ 16, gần nó thôi. Xong chúng ta sẽ rộng ngang ngực sau từ đường này. Ngang ngực sau bằng bao nhiêu? 43,8 chia 2 bằng 21,9. Ok. Vậy là xong, chúng ta giờ vẽ gì ạ? Nách trước. Chúng ta lối trước này, nách sau. Sau đó ta dùng M giữ shift để ta vẽ nách trước qua điểm thứ nhất là cái điểm ngang ngực trước đây, nó phải qua điểm này. Khác với áo t-shirt là các bạn vẽ tự do, nhưng đây nó có khống chế rồi, chúng ta phải theo. Dùng M để chúng ta chỉ cho thêm một điểm nữa. Tiếp tục chúng ta cho thêm một số điểm nữa, nhưng cũng đừng quá ít điểm, và khoảng cách thì phải đều thì đường nét sẽ trơn đó. Thì ví dụ rồi tiếp tục chúng ta lại M giữ shift để ta bắt đúc vào điểm ngang ngực sau, và chúng ta cũng thêm điểm, thêm điểm chưa đấy. Ví dụ tôi vẽ tương đối như vậy đi, tương tự ta vẽ cổ trước và cổ sau thôi, thêm điểm nữa đây. Vậy chúng ta cần 3 điểm thôi là chúng ta có cái cổ rồi. Tương tự như vậy, ta cột sau ta thêm một điểm vào đó. Đấy, chúng ta đã xong cổ trước cổ sau, nách trước nách sau. Tiếp tục đến vị trí eo, xem áo có eo không. Ta sẽ có gì ạ? Waist width position from APS 44, có nghĩa là rộng eo đo từ HPS xuống là 44, có nghĩa là vị trí đó eo chúng ta sẽ là 44 và rộng là 53. Ok. Ta lại đo từ HPS xuống. Kích thước trừ 44. Rồi. Ta sẽ nối đường ở đây bằng 53 chia 2 bằng 26,5. 26,5. Tương tự gấu, gấu thì sao? Các bạn lưu ý, lúc vừa ta đang thiết kế là back body length, bây giờ chúng ta sẽ front body length là 74. Thế vậy ngắn hơn thân sau 4 cm. Ta chỉ việc cóp lên thôi. 4. Vậy là 74 chính là thân trước. Nhưng áo này là áo đuôi tôm, ngay từ đầu tôi nói giới thiệu rồi, các bạn ý nó đuôi tôm. Mặc dù nó sẽ không vẽ như này đâu, nhưng mà chúng ta hiểu là đuôi tôm ta sẽ vẽ như nào đó ạ. Ta sẽ đi giảm sườn. Từ đường sườn này lên 7 phân. 7 8 phân để chúng ta cho chứ nó không không số. Lưu ý nhé. Tiếp tục rộng gấu. Gấu bằng bottom width 54 chia 2 bằng 27. Đấy, nối vào đường dòng này. Ta đánh 27. Chúng ta vẽ đường sườn thôi. Giữ ship. Ta nối rộng ngực, rộng eo và rộng gấu. Vậy là chúng ta đã có đường sườn. Và bây giờ chúng ta vẽ gấu. Chúng ta học lý thuyết rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn cách vẽ gấu ấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ chia 3 gấu tương đương với 0,3333. Đường 1 phần 3 này chúng ta sẽ nối thẳng đến điểm 1 phần 3 đến điểm sườn. Chia đoạn này thành
4 phần bằng nhau bằng cách chúng ta chia đôi. Sau đó là gì ạ? Chia đôi tiếp. Chưa? Vậy chúng ta có 4 phần bằng nhau. Chúng ta vẽ tiếp D. Ok. Chữ ship. Đoạn đầu chúng ta không chữ ship nên bây giờ nên là chữ ship này. Ta áng khoảng 0,6, 0,7 gì đó. Sao cho hai bên đối xứng nhau. Vậy chúng ta đã có gì ạ? Gấu của thân sau. Tương tự, ta sẽ vẽ gì ạ? Gấu trước. Vì gấu trước nó đông hơn nhiều nên ta có thể vẽ luôn được. D. Nối thẳng đây. M. Sao cho hai góc này vậy ạ? Cộng với nhau bằng 180 độ, nó trơn nhau là được. Xong. Vậy ta đã có khung của thân trước, thân sau. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ bóc tách giống như anti-shirt. Để chúng ta bóc ra và kiểm tra. Ta có thể xóa hết đường nội vi bằng cách vào select internal từ đường shift y, vào chuột, xong delete, vào chuột toàn bộ, delete, sẽ xóa hết đường nội vi. Ta có thể delete bằng cách chọn điểm đầu, điểm cuối của các điểm này theo chu kỳ đồng hồ. Delete, chúng ta đỡ phải xóa từng điểm. Xong. Tiếp theo chúng ta sẽ khớp gì ạ? Khớp một số điểm, ví dụ next, tương tự thôi. Tôi sẽ làm nhanh. Từ từ anti-shirt mà. Ta Ctrl M để gì? Chọn một nhóm điểm để ta kéo xuống cơ thể. Tương tự như vậy. Chúng ta thì xong rồi, chúng ta gì? Chúng ta không được chỉnh nhiều phía này vì liên quan đến ngang ngực. Chúng ta sắp chi tiết. Để chúng ta gì? Kiểm tra khớp cổ và đầu vai. Đấy, chúng ta kiểm tra chi vi vùng cổ. Ok. Đầu vai. À, hơi nhọn đúng không ạ? Ta chỉnh một chút. Chỉnh một chút thôi. Xong. Chúng ta đã có. Các bạn có thể kiểm tra luôn cả đường gì ạ? Đường. Bạn có thể kiểm tra luôn đường gấu. Đó. Nếu chưa được chúng ta lại phải chỉnh. Đấy, chúng ta phải đảm bảo này để khi may gấu nó bị vặn. Tiếp tục chúng ta thì khớp thông số vòng cổ của chúng ta là bao nhiêu ạ? 40. Theo tài liệu là vòng cổ là 40. Đó. Thế bây giờ chúng ta đo xem. Ta có thể dùng F8. Thế là cộng nhanh được 10,9 cộng với 9,25, vậy là bằng 20,15, dương 1,5 không sao, có thể ok. Đấy là chúng ta đã xong cổ. Thế bây giờ là gì? Thân sau chúng ta có chỉ có cầu vai, các bạn lưu ý nhé. Cầu vai bản rộng bao nhiêu? Đây, do from SPS là 11. Thế thì chúng ta gì ạ? Đây các bạn lưu ý này. Bách ở đây từ HPS này, vậy là chúng ta trồng vai của thân sau từ đây chúng 3 phân 3. Thế vậy chúng ta sẽ đo đây thôi. Từ đây xuống trừ 3.3 thì chính là điểm HPS ở thân sau. Và chúng ta cóp xuống trừ 11 thì chính là các bạn nối từ đường này. Cầu vai. Được chưa? Các bạn lưu ý ở trong đây chúng ta còn một thông số nữa liên quan cầu vai, đó là backstroke stance. Có nghĩa là rộng chân cầu vai là bằng 44.6. 44.6, thế vậy ta thiết kế xong. Ta sẽ F8 lên 44.6 và đây lại thành là 45. Đang dư tương đương 22,3 thôi, đây 23,5 là dương 2 ni. Không sao, các bạn lưu ý nhé. Dương 2 ni được rồi, ok. Đấy. Thế bây giờ trong đây áo này chúng ta lại có gì ạ? Các bạn quan sát hình ảnh này. Chúng ta có ly và bản ly là 2 phân rưỡi một ly, hai đầu vai này và đầu vai này cách nhau 8,5. Vậy 2,5 chúng ta lệnh gì ạ? Ta chọn vào đường, ta dùng lệnh extend contour S, ta vào 2.5. Đấy. Ok. 2,5. Và ta cho gục đầu vai. Đây là chi tiết chúng ta chu vi ra ngoài đây là ngoại vi rồi, chúng ta sẽ tạo một hình vuông. Sao cho to hơn 100 nhân 100 đi. Để tôi biến chi tiết thành, chúng ta có thể gì ạ? Biến chi tiết này thành nội vi bằng lệnh design internal piece, ta vào convert speed internal quick internals. Đấy, nó sẽ biến chi tiết này thành nội vi luôn. Và chúng ta vào D
kéo xuống góc bằng không và đánh đây này, một đây tạo được một góc ấy. Tiếp tục D, ta sẽ nối đến, bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp nó là nách mới của thân sau. Chúng ta vẽ M, ta cũng tạo 3 điểm. Các bạn lưu ý khi vẽ ở điểm này, đường nách mới này, chúng ta phải đảm bảo hai yếu tố. Thứ nhất là phải giữ nguyên góc này, chạm ở đây, tại vì nó đã khớp với gì ạ? Nó đã khớp với đường nách này rồi, trơn rồi. Đấy. Hai nữa là gì ạ? Góc này sẽ phải bằng góc này. Tại sao? Vì khi chúng ta bóp chết vào đây thì đường này sẽ giật vào đây và nó phải trơn với đường này. Ví dụ đây tôi có thể vẽ luôn cho các bạn để các bạn có thể hình dung cái góc nách này thế nào. Đây, sau khi viết xong đó, cái nách chúng ta vẫn phải trơn đấy. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là góc đây và góc này đấy, đây góc này đúng không ạ? Góc chỗ này thì nó phải bằng cái góc ở chỗ này đấy, để sau này bóp chết vào nó mới trơn. Nhớ các bạn lưu ý nhé, ta có thể dùng lệnh cắt nốt đường nách này đấy, ta cắt nốt các đường còn lại và chúng ta đã có thân trước, thân sau, cổ vai và ta bóc ra cắt chân B hoặc là dùng B. Cổ vai và thân sau bằng phím B cũng được. Đấy, chúng ta đã xong thân trước, thân sau đúng không? Nhưng chúng ta sẽ phải đánh dấu một số vị trí, ví dụ vị trí chết và vị trí đi. Và đây là gì ạ? Ta chọn grid và chọn curve và chọn 8.5 theo thời điểm. Và ly của chúng ta là 2.5. Ok. Và đây đây cũng vậy. 8.5. Tất cả đều phải có dấu bấm. Đó. Rồi sau đây các bạn gì? Giật vào đây thì nó sẽ có đúng không ạ? Các bạn lưu ý, chúng ta lên vẽ một cái đường thẳng ở đây. Cho hẳn dài ra để tránh trường hợp tự cắt nó cắt nhầm. Các bạn có thể ghi chú đây là gì ạ? À? Bằng lệnh text T đấy. Đây là ly. Đó. Để cho tôi cắt biết được nó là cái đường đi, tránh trường hợp người ta lại bổ theo đường này đúng không ạ? Các bạn quan sát là đi này là gì ạ? Lật ra phía ngoài thì chúng ta có thể gì? Dùng ngôn ngữ kỹ thuật chúng ta vẽ một đường D. D. Chúng ta vẽ như này là người may mẫu, người ta sẽ hiểu là ly sẽ lật ra phía nào. Đấy các bạn nhìn đi nhé. Trên đây tôi đã trình bày xong cho các bạn phương pháp thiết kế áo sơ mi nam căn bản, thân trước, thân sau, trong đó thân sau là cổ vai và thân sau dưới. Video số 1 của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Ở video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế hoàn chỉnh tay nẹp. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Thân ái, chào các bạn.